Chào các bạn. Việc chọn mua iPad cũ đang khá hot trên thị trường hiện nay. Nhưng không phải ai cũng biết cách phân biệt giữa các dòng iPad. Ví dụ dòng iPad 2, iPad 3, iPad 4, chúng khá giống nhau về ngoại hình. Hôm nay, qua clip này, USCom sẽ giúp các bạn cách phân biệt sản phẩm iPad 2 và iPad 3 và so sánh qua về tổng thể giữa iPad 2 và 3 để các bạn có thể chọn mua cho mình sản phẩm đúng ý muốn và phù hợp với túi tiền. Nhìn qua bề ngoài, thật khó để có thể phân biệt được đâu là iPad 2 và đâu là iPad 3. Các bạn có thể tham khảo qua. Chiều ngang, chiều rộng đến nút home, nút nguồn, hay logo, cổng kết nối ra ngoài, hay camera trước đều y chang như nhau. Nếu là phiên bản 4G thì mặt sau có vần màu đen chứa anten hoặc dùng để phân biệt Wi-Fi và 3G. Đây. Ở hai cạnh của hai bên, nếu nhìn nghiêng đi thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt khi iPad 3 có độ vuốt cong hơn. Sản phẩm màu đen là sản phẩm iPad 3 và sản phẩm màu trắng là sản phẩm iPad 2 để các bạn có thể dễ dàng quan sát. iPad 3 cũng dày hơn iPad 2 một chút, trọng lượng cũng nặng hơn iPad 2 một chút. Nếu các bạn cầm trên tay sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Tiếp theo về màn hình của máy. Màn hình của iPad 3 là màn hình Retina, trong khi màn hình của iPad 2 là màn hình thường. Khi so sánh trực tiếp hai sản phẩm, các bạn sẽ thấy rõ được sự khác biệt. Màn hình của iPad 3 cho ta cảm giác trong trẻo hơn, nhìn thích mắt hơn. Nếu các bạn thường đọc tài liệu, email thì dòng iPad 3 sẽ hợp lý nhất. Chúng ta cùng xem qua về camera trước của iPad 2 và iPad 3. Camera trước của iPad 2 và 3 đều có độ phân giải như nhau. Đây là phần camera trước. Nhưng ở iPad 3 cho ta hình ảnh sáng hơn nhiều. Như vậy sẽ phục vụ tốt hơn cho các bạn khi các bạn chat video. Vâng, trên đây là clip để so sánh tổng thể giữa dòng sản phẩm iPad 2 và iPad 3, giúp các bạn có thể phân biệt rõ hơn về sản phẩm này. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm của USCom, các bạn có thể qua trực tiếp showroom USCom 14 Thái Hà Mới hoặc truy cập vào website uscom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.